Ơi, chị Xui. Chị Xui đâu hả? Dạ. Vô tôi chỉ cái này nè, đẹp lắm, vô vô coi cái. Thôi đi bữa nào đi Xui, vậy tôi gắt rồi. Gắt gì vậy? Vô coi luôn đi, gắt gì mà gắt. Bữa nào đi gắt. Quan trọng á, đi vô. Gắt gì gắt gì đâu mà gắt dữ vậy Minh à. Thiệt chứ, tình nghĩa Xui ra với nhau tôi mới chị quan trọng, tôi mới cho chị coi cái này nữa chứ phải ai cũng coi được ta. Mà cái gì quan trọng không? Để từ đi. Từ từ cái gì chứ lúc quan không được. Người nào mà tôi quý tôi mới cho coi. Gì vậy từ từ. Từ từ gì mà gặp ông hả? Hả? Nè, chị Xui thấy sao? Thấy đẹp không? Gì đẹp anh Xui? Cái bụng cậu nè, chị thấy đẹp không? Tời ơi! Tời! Vậy nãy giờ anh kêu tôi vô đây, anh coi bụng cậu anh hả? Thì đúng rồi chị Xui, cái bụng cậu này trước giờ tôi đâu có biết. Hồi đó giờ tôi ngồi cậu cá tra không à, giờ tôi mới sắm được cái bụng cậu này đó. Trời ơi, chị là người đầu tiên mà tôi cho coi đó nghe. Lúc nãy mấy cái mà thơm thơm á, sao không kêu tôi coi đi? Kêu tôi coi bả này. Chạy! Sao? Đẹp không? Mắt anh đẹp không mới được, đẹp không?